Vâng, lại là em Thịnh đây. Lời nói đầu tiên em Thịnh kính chúc toàn thể anh chị em bà con mình nhiều sức khỏe và an lành trong cuộc sống nha. Thì trưa hôm nay em Thịnh mình sẽ lên sóng chương trình và giới thiệu cho anh em một xe là Crew đời 2014 số tự động LTZ, một chiếc xe còn cực kỳ chất lượng và riêng nguyên bản không lỗi và full đồ chơi. Bên em Thịnh thì có rất là nhiều dòng xe Crew anh em qua tham khảo nha. Vì em Thịnh thấy là những cái dòng Crew này chạy rất là bền, bán ra từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe nói khách mắng vốn cái gì hết. Xăng nó chỉ hao không Vios 1 lít thôi. Thay vì Vios anh em mình đi 6,5 7 lít, xe này anh em đi 7,5 8 lít nhưng mà chạy cực kỳ xuống và đầm anh chị nha. Đó, dòng xe của Mỹ mà lại phân khúc C cao cấp hơn Vios rất là nhiều. Dòng này là so sánh với Altis nhưng mà đa phần những người dân mình không hiểu cứ so sánh dòng này với Vios. Giá tiền là ngang Vios và hấp hơn Vios nhưng nó phân khúc của nó đúng là nó chỉ so với là Toyota Altis thôi anh chị nha. Vì là phân khúc C chạy rất là đầm và êm và chắc và sướng. Bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu. Bên em hiện tại Crew gồm tới 8-9 xe, anh em có thể qua lái thử, chạy thử. Giữa em còn bên em là có là những cái dòng từ đời 2010 cho đến đời 2016, số sàn và số tự động nha. Em này đang trên hiển thị màn hình, anh em mình thấy là em này là số tự động đời 2014, cảm biến gear, cabo cực kỳ mới và sáng luôn. Xe chạy mới có 8,000 cây thôi. Đó, anh em nhìn nè, cabo nè, cực kỳ chất lượng. Máy gầm số cực kỳ chất lượng luôn anh chị nha, bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu nha. Có giao lưu, có trao đổi, giao lưu xe máy chơi luôn anh chị nha. 4 mâm đúc, 4 thắng đĩa, phanh ABS này rõ là may chạy lên luôn nè anh chị nha. Chủ nhân rất là kỹ, dán keo trong ở trên miếng bệ bước lên luôn nè. Anh em biết là chiếc xe người ta đã cưng xe như thế nào rồi anh chị nha. Đó, sàn là sàn nỉ riêng của xe tới giờ vẫn còn luôn nè anh chị nha. Nguyên dàn ghế da zin luôn anh chị nha, ghế tì tai kết hợp nè. Có cái ốp vô lăng phía sau luôn, trần là trần nỉ zin luôn nè anh chị nha. Đó, ok cho anh chị, keo chỉ bon điện 100%, anh em thấy thích liền đúng không? Cuốn không? Cuốn không? Em quá trời cuốn chiếc xe này luôn rồi. Nó đẹp gì đâu mà đẹp mê ly luôn anh chị ơi. Bao xài, bao chạy, bao kén, bao quay đầu luôn. Đó anh em ơi, anh em mình mua quá thể anh em kẹt tiền, em cho anh em nợ là vài chục triệu vẫn được nha. Mua góp vẫn được luôn, rồi anh em góp tay đâu với em vẫn được luôn, anh em đổi xe máy với em vẫn được luôn. Anh em đổi ô tô lớn hơn tiền hơn vẫn được luôn. Anh em đổi ô tô rẻ tiền hơn vẫn được luôn. Anh em đổi xe tải với em chơi luôn anh chị nha. Đó, vô lăng tích hợp nè anh chị ha. Túi khí nè anh chị ha, số tự động nè, màn hình đèn roi nè, xe chạy mấy chục ngàn nè, bon điện quá trời đất luôn nè anh chị. Trần rin đẹp quá trời luôn nè. Đó, xuất sắc trong vai tỷ nữ chưa, 10 điểm chưa anh chị, 10 điểm chưa. Bây giờ em sẽ vô, ui đời 24 nút đề quá trời ngon luôn anh chị nha. Ở đời 23 thì chưa nút đề, đời 24 nó có nút đề và cái màn hình nó sẽ bự hơn nè anh chị ha. Đó, gạt mưa auto tự động luôn nè anh chị, chất lượng chưa anh chị. Hiện tại bên em thì Crew bên em còn nhiều lắm anh chị ơi, anh chị qua lựa thoải mái nha. Đó, số sàn tự động có đủ luôn, hai túi khí luôn nè anh chị, bao xài bao chạy nha. Đó, ok cho anh chị, ở đây có cái hộc để đồ nghề nè. Đó, xe đi cũng khá lỡ anh chị nha, đi chưa có nhiều và xe không có lỗi nhỏ luôn nha anh chị nha. Đó, anh em mua về, nói chung là xe này anh em mua về anh em chỉ việc lên xe và anh em đi thôi, không có làm cái gì nữa anh chị ơi. Chạy mới 86.000 cây nè anh chị ha, nó báo quá trời luôn này, nó báo rồi, nó báo xăng tiêu rồi. Ủa cái này là gì ta mình không hiểu, này chắc là nó báo cái nó báo cái áp suất lốp hay gì quá không biết phải không. Đó, có chức năng eco nữa nè anh chị ha. Đó, xuống không, cái xe nổ cực kỳ êm ái luôn anh chị nha. Rồi bây giờ nè em sẽ ra ngoài em bật cái chế độ ở độ em nổ cái máy em cho anh em mình nghe phần tiếng máy nha. Cái máy xe này chạy còn rất là chất xuất sắc luôn, vì là xe chạy ít đó anh chị ha. Gương chính chỉnh điện gặp gương tự động luôn nè anh chị, những nút bấm còn rất là mới, chứng tỏ một điều là xe mình đã đi rất là ít anh chị ha. Cụm đèn, từ những cụm đèn và từ những cái kiếm bấm đó và từ những cái nút này người ta kỹ, người ta dán keo trong lên nè anh chị. Anh chị thấy biết là chiếc xe này chủ nhân gia đình người ta đã yêu chiếc xe như thế nào rồi ha. Đó, củ số người ta cũng đã dán keo trong luôn là biết người ta kỹ cỡ nào rồi ha. Đó, quá là ok, 10 điểm luôn anh chị nha. Bon điện sùng kỹ 100%, anh em nhìn nè ha. Cái bệ bước này người ta kỹ, người ta dán keo trong, dán keo đen lên nè anh chị. Em lột em coi thử nè ha. Ta kỹ người ta dán keo đen, keo trong lên, keo đen lên chứ nhầm. Nói chung là chiếc xe này người ta rất là kỹ, anh em nhìn những cái đường nét này chưa có mở luôn nè anh chị ha. Rất là đẹp nè anh chị ha. Xuất sắc luôn anh chị. Quay cái gầm cho anh em mình xem, nó quên nữa. 10 điểm luôn. À, một cái gầm còn nguyên zin, 10 điểm xanh chành luôn anh chị nha. Còn cái máy thì ôi thôi rồi luôn, nó mới gì đâu mà nó mới lạ lùng luôn anh chị nha. Đó, những cái hộp điện nè anh chị, nhìn những cái hộp đó nè, nó còn những cái nút đầu mũ che hộp điện nè, che cọc dương nữa nè, nó đầy đủ nè. Cái còn ống cắt nước nè, còn ống cắt nước là ống zin luôn, là còn cái màu mè và dấu chấm điện của nhà sản xuất nè, dấu chấm sơn cái nhầm ốc nè. Máy zin số zin anh chị nha, anh chị nhìn là zin lắm anh chị nha. Để các gì còn nguyên luôn nè. Cabo thì bon điện quá trời quá đất luôn, keo chỉ nguyên bản, ốc cabo trước cabo sau chưa dấu mở luôn nè anh chị. Đó, nói chung là xe này quá zin anh chị, chạy mới 8,000 mà bon điện zin nè. Xe này anh em không mua, mua xe nào nữa, hiếm có chiếc xe nào mà đẹp như xe này luôn nha anh chị nha, hiếm lắm thật sự luôn. Crew bây giờ đa phần á,
người ta chạy rất là ẩu, mà hiếm có để mua một chiếc xe đẹp lắm. Anh chị có thể qua tham khảo lấy thử với em Thịnh nha. Xe là ngay chủ rồi anh chị ha, 95796 quay đầu. Rồi anh em nào mua xe gọi bên nhân viên bên em nha, 0866 6789 71. Cảm ơn em mình nhiều.